Ba loại nước hại thận khủng khiếp, có thể bạn chưa biết. Một, trà quá đập, uống nhiều cơ thể bạn sẽ tích trữ flo, mà thận là có chức năng phải lọc flo đó, và bạn làm áp lực lên thận. Hai, trà sữa, vì hàm lượng đường quá lớn, rất dễ gây bị sỏi thận, tiểu đường hoặc béo phì. Ba, nước ngọt, vì có nhiều chất phụ gia, chất bảo quản, làm lắng đọng trong nước tiểu, gây ra nguy cơ sỏi thận.